Gần 2 năm sau live show cá nhân Thập kỷ Hoan ca, nam ca sĩ Tùng Dương vừa chính thức công bố dự án âm nhạc mới của mình mang tên Trời và Đất. Trở lại sau 2 năm, dự án mới này của Tùng Dương sẽ có điều gì đặc biệt? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nam ca sĩ ngay sau đây. Ôi quên tôi, vẫn còn cánh đường. Vẫn là mối chân dung Tùng Dương đầy biến báo và đầy thử thách với chính mình. Tôi nghĩ hát là mình sẽ hát tĩnh hơn và vẫn mang những cái khát khao cuồn cuộn của mình. Đó là những gì Tùng Dương nói về dự án sắp tới của mình với cái tên Trời và Đất. Đây sẽ là đêm nhạc với nhiều thể nghiệm mới của nam ca sĩ. Một mầm cây mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biển khơi. Đúng như tên gọi của nó là Trời và Đất, thì Dương nghĩ rằng là nó cũng mang lại những thông điệp mà Dương muốn gửi gắm bằng cái thông qua cái nhân sinh quan của mình về vạn vật, về cuộc đời, cuộc sống. Nó không giới hạn điều gì cả. Thế tuy nhiên thì nó vẫn là cái dòng nhạc mà nó mang tính sáng tạo và thể hiện cái cá tính âm nhạc cũng như là cái tư tưởng của chính mình, của Tùng Dương. Nếu như ở dự án Thập kỷ Hoan ca, sự kết hợp của Tùng Dương cùng Lê Cát Trọng Lý và Thanh Lam đã để lại nhiều ấn tượng, thì trong Trời và Đất, sự xuất hiện của cả bốn diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Hồng Nhung hứa hẹn những màn song ca và hợp ca đáng chú ý. Thì bốn người này thì đều là những cái hình mẫu về cái sự bền bỉ, sự đam mê khổ luyện và sáng tạo, giống có những điểm nét tương đồng với Tùng Dương. Với bốn khách mời thì sẽ mang lại cho tôi những cái điều thú vị với cái thăng trầm trong cái không gian âm nhạc này. Chỉ một chương trình âm nhạc chứ không phải là sẽ là một cái không gian âm nhạc quá nặng nề, show off trưng trổ từ đầu đến cuối. Thanh Lam và Tùng Dương sẽ tìm ra một cái gì đó mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong những cái phần kết hợp giữa sự hòa quyện song ca của hai chị em.